Dạ Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 chiều nay. Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay. Thì chiều nay mấy anh em cũng đang sạn vào lau mộ cho cậu Năm Vũ Linh hai cô chú anh chị. Mà trước khi vào lau mộ của cậu Năm Vũ Linh thì Hải My 14 cũng xin cập nhật đại lễ cầu siêu cầu an là cho ông bà cô chú xem nha. Đây, ông Hoài Viên đã dán biển nè cô chú anh chị. Đại lễ cầu siêu cầu an Tết Thanh Minh 2024. Đó. Hoài Viên Nghĩa Trang Bình Dương thứ 7 ngày 6 tháng 4 2024 28 tháng 2 Giáp Thìn. Đây là dán bản đại lễ cầu siêu nha cô chú anh chị. Hoa Viên Nghĩa Trang đã dán bản mấy ngày nay rồi ở ngoài cổng mà cô chú anh chị, nhưng mà cái tấm này là mới dán thất thị luôn, nên Bùi Hải sẵn đây quay đưa thông tin trước cho ông bà cô chú xem. Nếu mà ông bà cô chú nào ở gần xa mà muốn lên làm lễ cầu siêu cho gia đình mình ở trong đây thì ngày thứ 7 nha cô chú anh chị, 6 tháng 4 2024, ngày 6 tháng 4, 28 tháng 2 năm Giáp Thìn. Đó. Bây giờ Bùi Hải vào lau mộ cho cậu ha cô chú anh chị. Đó, chiều bữa nay vợ chồng anh hết có công việc nên về trước vô thắp nhang cậu, xin cậu về trước rồi cô chú anh chị. Giờ chỉ còn có mấy anh em mà ở lại. Hải My 14, Di Minh, anh Ngọc, chú Tiểu Khang với chị Hương, chị Bích. Đó, giờ còn có nhiêu đây? Có nhiêu thì anh em lao nhiêu ha. Nam ồ Nam chơi thế không trời. Cách thông minh của ta chỉ có hẹn thôi chứ không có hai. Chỉ có một thôi phong. Mang 1 triệu này bán cửa anh em ơi. Đó, bây giờ mình làm lau mộ cậu thôi. Giờ mình lau phải trước. Lau mộ trước ha. Đặc biệt là mình hay lau những cái tấm ảnh của chú trước. Chóc qua ông ơi, chóc qua ông ơi. Cậu ơi, chú hát cho làm là cậu. Cậu không có cho. Cậu la con lau phải bán. Cậu bảy não ơi, ta kêu cậu bảy thôi mà còn phải thêm chữ cuối nữa. Chú Minh nghe em buồn bây giờ. Ở đây bên nội ngoại còn có mình ảnh lớn. Nói anh ảnh dặn một cái là mệt. Giờ anh mệt cũng đi dùng mệt. Ờ ảnh mà đi luôn cái mệt. Về câu mình vô chú lấy. Chứ cậu bảy được rồi mà còn thêm chữ não não sao. Mai mốt anh em mình đi một tiếng chú hiểu à? Chờ. Không không có đi. Chú hiểu vậy à? Quá. Để đi không? Rồi đi đâu đây. Này là để bữa nữa mình đi. Nó đi thăm chú. Thăm chú hả? À. Đi không? Lên núi nữa không? Lên núi thăm chú. Tao không biết trên núi. Cậu ơi, lộ không em lên. Không rồi. Hiện tán bạn vậy. Mình để một cái thôi nha. Cúng kiến rồi. Cậu là ông Năm. Ông Năm. Trời ơi, cũng nằm nha. Mà buồn buồn kêu cậu. Buồn kêu cậu. Vậy là vui kêu ông Năm đúng không? Rồi, ok. Năm. Đi không? Chưa biết ạ. Chưa biết phải không? Đi, giờ bỏ nó đi. Tên nhiêu, để ta sắp lịch lại. Tìm xăng là anh lo. Mà để anh Nam nó sắp lịch lại. Uống gì đâu. Để anh Nam mới nói để sắp lịch lại mới được. Để sắp lịch hẹn lại mới được. Đó. Đó. Mấy bữa nay lịch nhiều lắm rồi. Nam là tính sao? Là đi Di Minh. Để sắp lịch hẹn lại mới được. Mấy bữa nay người ta hẹn lịch quá trời. Trời hay cho. Vậy là còn lịch nữa hả? Còn. Trời ơi, chú Tiểu bữa nay quá lịch rồi cũng như chung vậy. Còn kẹt mấy cái event nữa chưa đi được. Mấy show nữa. Mấy show nữa. Chơi em chọc chọc chú Tiểu mà.
Còn anh Nam còn kẹt mấy cái gì quen chưa, chuẩn bị đi mà sao mà đi vòng vòng nào này nào kia được. Mấy người quen ghê á. Trời ơi anh Nam. Chú Tiểu chứ ngoại giao dữ lắm á quý cô chú anh chị ơi. Anh Nam mà tưởng nó bỡ ra trời. Anh kẹt mấy cái quen bữa giờ mới vòng vòng như chiều nay là đi cái quen này ngày mai là có mặt ở trên châu đốc nè, thay nên là thì nên hả? Ờ mà mai em là kẹt cái lịch đi lên đó hả? Có lịch đi lên đó rồi. Cho tối nay là lên đường mai có mặt trên lên đường. Phải đi có Giang với được không? Phải giảm đâu trời. Con có Giang đi được không? Còn ngày mốt thì đi Bình Dương. Rồi đâu phải mà Nam là muốn ngủ đi đâu đi. Rồi bây giờ mình lấy đèn ra bển ha. Mấy bữa nay lịch nhiều lắm. Rồi giờ mình lấy đèn. Ngoài mình lau đèn. Ngày mai là anh bắt đi cái sự kiện ở trên Tây Ninh nữa nè. Phải giỡn đâu. Phải lấy đèn để sự kiện thì quen hả? À, còn mấy cái event ở Sài Gòn chưa đi nữa đó. Vô đây miếng. Rồi lấy cái đèn. Làm anh phải. Rồi ai mới điện cho ta hay gì nãy giờ nó đứng. Mấy ngày lỗ dầu anh em ơi. Rồi hấp nhang cậu đi. Anh Nam ơi. Anh Nam cho em dựng máy hấp nhang cậu đi. Chú Tiểu xin kết thúc video tại đây. Hẹn với chú anh chị video tiếp theo ha. À, ok chú Tiểu. Dạ một lần nữa chú Tiểu xin kết thúc video. Ok luôn. Rồi 28 với 7 là bà. 28 bên này. 28 với bên bảo 5 cái mộ đúng không? 8 với 6. Này thì đến 35 cây á. Có 39 cây gì? 39 hả? 39. Rồi 39. Không phải. 35. Thì đây có 39. Đó là sáng đi ra. Đâu có hiu đâu, thấy đèn trái sáng trên hiu. Có mấy que. Dạ nói gì mà sáng mới lấy rồi đó. Có hiu mạo cậu là không có hiu được. Mạo cậu mà không phải vui hết. Không có gì để phóng cũng có khán giả tới à. Nhưng mà cũng một cái bàn cũng sáng ai cũng khen hết. Mà
đặc biệt là chút xíu hỏi ý kiến hai chị ha. Đó, nho chua hay ngọt không? Muốn đặt nữa đó. À, chị hỏi nhầm nè. Anh nào thấy cái bàn tiệc đó mình ăn khi mình tỉnh lọc á, mình ăn thấy ngon không? Ngon. Thật lòng không? Thật lòng nha, không có nó định nó dốc mà. Tôi ghét ai nó dốc đó mà. Đi vòng đường này đi cho mấy chị thắp hương. Bà con ở bên khán giả bên anh Minh qua bên Hải My 14 nha, với Ngọc giữ mộ nha cô chú anh chị. Hai kênh này còn bé quá chừng bé luôn. Còn cô bác nhà mai thứ bảy rồi cô chú ơi, mau quá. Thứ bảy rồi hả? Quay lại quay hết tháng 3, hết tháng 2 rồi. Bắt đầu tháng 3 hả? Được. Còn 3 là tháng 3 mình á. 10 ngày nữa là tháng 3 rồi. Còn tháng 3 mình là tháng 4 thay á. Ừ, tháng 4. Thời gian thấp thoáng thôi đưa. Hồi nãy ai mới điện tôi chặt. Tôi cũng nhìn lại cái nãy giờ quay không, không có bấm nút. Dạ. Yeah. Thấy cái ở cái máy trên nó nhiều phút phân dưới không? Ừ. Đây là ba mẫu gió hay cô chú anh chị. Nhưng mà đặt đám của cậu cái chèo. Chèo nữa đó hả? Ba mẫu gió mà không đâu sao? Nó đúng không á. Bảo vệ vô kiểu xuống mấy lần luôn á. Cái mộ gió mà ông nói không sao. Cái mộ gió lỡ như người ta trèo lên nó ngã xuống một cái là đè xuống mấy người đứng ở dưới chết luôn á ngồi. Ý nó là không sao là không sao, người ấy còn mình sợ đè thôi. Cái mộ gió là chưa có chắc cú. Chưa có chắc. Người ta mới gá lên thôi. Phải như cái mộ kim cố rồi thì nó cứng. Nhưng mà mộ kim cố là nằm lên đứng thì lên thì tội. Mộ kim cố thì con người, còn cái mộ gió thì không có, nhưng mà nhiều khi nó sợ ngã bị đè ra. Mình thôi đè người ta là chết. Có người trèo lên cây cao su luôn bộ, cây cao su này nè. Trèo lên nhìn xuống đúng không? Trèo lên á, trèo lên nó đứng luôn á, lúc đó đông dữ lắm. Nhìn xuống nhưng mà đâu thấy nhiều đâu, tại ra cái gạp rồi. Lúc lúc đó anh Tin em vô tới ngay cái quẹt của cậu luôn không? Em đi vô tới cái quẹt cậu luôn á. Mà không mà lúc đó chưa làm YouTube. Mà lúc nghe anh nghe hay tin cậu mắc là anh khóc, anh rớt cái mắt đi. Là bắt đầu là mới sau này mới làm YouTube. Lúc đó mà em biết thời điểm đó em làm YouTube là giờ kênh cũng lớn rồi. Kinh cô chú anh chị kinh Hải My với kinh Hải My 14 còn nhỏ cô chú anh chị ủng hộ cho Hải My 14. Có nói Ngọc gì nói luôn đi, ngại quá. Nói mới công anh em nói này. Trời ơi. Tại giỡn vậy thôi chứ.
Nói chung mà nói chung anh em đây cô chú anh chị ai ai có thì mừng chứ không ganh tị ha cô chú anh chị. Giới thiệu vô mộc ngọc dưỡng mộ rồi cho cô chú ủng hộ. Hôm đó là em khúc mà sạn đưa cậu vô lên đây. Mình vô tới ngay chỗ quẹt cậu luôn á. Mà vô đó đứng được. Mà chút xíu á nó nóng nó hốc á. Chịu không nổi luôn, đi la luôn. Chờ này, chờ hầm này đi chứ. Cũng nghiệt lắm. Nghiệt ngã lắm cô chú. Nắng á, nắng mà kiểu như mà nắng á, hà nắng. Mưa thì nó mưa mà ui vậy này dễ bệnh lắm cô chú anh chị. Thôi hôm qua mưa lớn á. Không. Mà mưa nhỏ nhỏ cái hơi đường nó lên còn dễ bệnh dữ. Nóng á. Mấy cái mấy mộ trên đây không thấy nhà thăm không? Không, mấy mộ này không cần để đá luôn, đâu trồng cây đâu. Mấy mộ này trên đây nè, để đá đổ đá luôn, đâu trồng cây đâu. Có những cái mộ trồng cây, những cái mộ đổ đá. Ông Dương hả? Không mà ở trên đây là có lỗ âm dương, với miền Tây là không có lỗ âm dương cô chú anh chị. Hỏi sao mà bữa nay thiếu hết cây nhang rồi ta. Nãy chị đếm sao thiếu bên chị Hương đi. Đúng không hả? Đúng không, miền Tây là ở miền Tây quê con cô chú anh chị. Mộ là không có lỗ âm dương nha. Có không có? Không, ở vùng Đồng Tháp với An Giang là không có. Dương đó là làm cái gì ngập biết không? Anh cũng không biết. Ở miền Tây là người ta đúc mà cô chú anh chị, đúc gạch đó chứ không có mà như ở trên đây là xài bằng đá hoa cương, gạch ống gạch thẻ đồ đó người ta đúc lên. Tôi muốn đôn đành cao lên cái nào cũng được hết. Như hả về quê không thấy những cái mộng sợ nước ngập á. Dạ Bùi Hải Vlog với Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Bùi Hải Vlog với Hải My 14 cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa cũng như là trong nước ngoài nước đã thương yêu ủng hộ cho Bùi Hải Vlog với Hải My 14. Dạ bây giờ mộ cậu cũng cũng ít view lại là cô chú anh chị rồi, cũng ít có khán giả xem lại rồi, cũng cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi ủng hộ cho mấy anh em ở đây. Thì anh Ngọc anh cũng có kênh YouTube là Ngọc Dưỡng Mộ là cô chú anh chị, ông bà cô chú anh chị có thương anh Ngọc vô ủng hộ giùm ảnh với cái kênh Hải My 14 của em cũng mới được có mấy có trăm mấy người đăng ký. Không biết chừng nào mới được là 1.000 người đăng ký nữa cô chú anh chị ơi. Ông bà cô chú anh chị có thương thì vô giúp đỡ cho Hải My 14, anh Ngọc Dưỡng Mộ xem video để ủng hộ, để có tinh thần làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gọi cho các cô chú anh chị gần xa xem ạ. Nhiều lần nữa Bùi Hải Vlog và Hải My 14 xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.